quý vị thân mến, có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, trôi dạt, không đến, không đi, một chén nước sôi bình đạm, không màu, không vị. Rồi cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở thành một nắm đất vàng, bị tháng năm phủ đầy rêu biếc, bao trùm lên một đời dung dị. Đá cẩm thạch làm sao mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói rất đơn giản, chỉ cần chạm khắc hết đi những chi tiết không cần thiết là được. Đời người cũng giống như vậy. Bỏ đi những thứ rườm rà phức tạp, cuộc sống tự sẽ trở nên đơn giản. Sống mới được thảnh thơi, và để có thể buông xuống mọi được mất ở đời một cách bình thản, mỗi người phải luôn tu dưỡng tâm hồn mỗi ngày. Trên dòng đời xuôi ngược, có những lúc chúng ta lâm vào cảnh ngộ không biết bấu víu vào đâu, đành buông tay bất lực, và chỉ lúc ấy ta mới cầu trời khấn Phật, mong cho tai qua nạn khỏi. Một điều mà lúc bình thường, ta không bao giờ nghĩ đến. Hay trong lúc vướng vào thị phi, ta lại trách người oán đời, rồi đổ lỗi cho số phận. Nhưng con người ta thường quên mất một điều rằng, người luôn rèn tâm dưỡng trí, thì dù sống ở đâu cũng có thể tạo dựng số phận cho chính mình, chuyển bại thành thắng. Ngược lại, người buông thả bản thân, dù có được đặt ở vị thế tốt đến đâu, cũng sẽ tự làm cho mình lụng bại. Vượng khí tốt nhất của cả đời người nằm ở hai điều, tâm hảo và trí từ, tức lòng tốt và miệng lưỡi tử tế. Nếu một ngày bạn rơi vào chốn thị phi loạn lạc, hãy nhớ đến hai điều sau đây, mọi việc trong đời bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Điều thứ nhất, nơi đông giữ miệng. Không gieo rắc tin đồn, người xưa dạy rằng, lời thị phi dừng nơi người trí. Không thổi phồng hay bóp méo sự việc, không nói lời đồn ác, không lấy chuyện làm quà. Những gì không thuộc về bạn, những gì chỉ là tin đồn, nếu bạn có thể nghe thấy thì hãy để chúng dừng lại tại bạn. Không nói lời tranh biện, có một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy nhảy chơi đùa hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi, trên tay con cầm gì thế? Cậu bé láu cá đáp, đố sư biết đấy, nhưng nói sai sư phải mất cho con bó củi nhé. Vị sư trả lời, một con bướm đã chết, đúng không? Sai rồi, con bướm còn sống nha sư. Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời. Vị sư cười nói, củi của con đây, con cầm về đi. Thằng bé hí hừng đem bó củi về khoe cha. Cha tái mặt bước đến nhéo tai thằng con, đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi sư ngay. Thằng bé vừa đi vừa la, nhưng mà con thắng mà. Đến chùa, hai cha con chắp tay xin lỗi. Vị sư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Trên đường về, cậu bé vẫn hậm hực. Người cha nói, nếu sư nói con bướm còn sống, con cũng sẽ bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu, ngài đã định đem bó củi cho con để đổi lấy một mạng sống rồi đó. Thằng bé lặng lẽ cúi đầu. Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy hết lý trí của con người. Đôi khi tưởng một người nhẫn nhịn lùi bước không tranh cãi là ngốc nghếch, dễ bắt nạt mà đâu biết rằng chỉ là do họ rộng lượng nhìn thấu hết thảy nhưng không muốn nói ra mà thôi. Kỳ thực, tâm thái rộng lượng là biểu hiện khí độ của bậc đại trí, cũng là phúc khí tốt nhất của đời người. Không nói lời cao ngạo ngông cuồng, khẩu nghiệp thường gặp nhất là cao ngạo, nhanh mồm nhanh miệng làm tổn thương tới người khác, hoặc vì lợi ích của bản thân, vì thành kiến mà gây ra những mâu thuẫn, xung đột và hiểu lầm không đáng có. Vào thời Tam Quốc, Dương Tu vốn là người có tài xuất thân danh giá, lại nổi tiếng hiểu rộng. Ông từng nắm quyền cao chức trọng, có ảnh hưởng trong triều đình. Dương Tu nhiều lần nắm được ý định của Tào Tháo, lại hồ đồ cao ngạo nói ra khiến cho Tào Tháo ghét. Có lần, Tào Tháo thống lĩnh đại quân kỉ nhau với Lưu Bị, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù Tào Tháo muốn rút đi nhưng lại ngại ngùng. Một đêm nọ, thuộc hạ xin Tào Tháo cầu lệnh trấn thủ ban đêm. Tào Tháo buột miệng nói, kề lặc nghĩa là gân gà. Dương Tu nghe vậy, bèn bảo một vài người thu xếp hành trang. Mọi người vội vã hỏi nguyên cớ. Dương Tu dương dương tự đắc nói, gân gà, thứ này ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc, chứng tỏ chủ công dự tính về nhà rồi. Quả nhiên, không lâu sau, Tào Tháo ra lệnh rút quân. Việc Dương Tu đoán được ý đến tai Tào Tháo khiến Tào Tháo rất tức giận và muốn tìm cơ hội giết Dương Tu. Năm Kiến An thứ 24,
Dương Tu cùng Tào Thực say rượu đi qua cửa Tư Mã, hạ nhục bộ hạ của Tào Trương. Chương Trình lên Tào Tháo mượn cớ Dương Tu tự cao tự đại ra lệnh xử tử Dương Tu. Bài học rút ra, lời nói có thể mang lại tài vạn, nhiều lời ắt tổn đức nhưng không nói cũng không tránh khỏi tổn đức. Giữa nói và không nói, ngoài việc dựa vào trí huệ và kinh nghiệm để phán đoán, còn cần phải dựa vào hiện niệm và sự tu dưỡng của bản thân. Muốn tránh tạo ra quá nhiều khẩu nghiệp cho bản thân, nên nói ít và nói chậm lại. Đây là bước đầu tiên tu khẩu đức mà mỗi người cần phải học. Cổ nhân có câu rất hay rằng, chỉ một niệm mà khiến quỷ thần phẫn nộ, chỉ một lời mà làm tổn thương hỏa khí của đất trời, chỉ một hành vi mà gây họa hại cho con cháu. Mọi thứ đều nên cẩn trọng. Vậy nên chúng ta khi nói năng cần vô cùng cẩn trọng, nếu không thì không chỉ giúp họa vào thân mà còn gây tai vạ cho con cháu nữa. Những lời đáng giá nhất là những lời mang tính xây dựng, khiến con người nghe xong cảm thấy ấm áp chân thành. Muốn làm được điều đó cần có trí huệ và sự tu dưỡng cao hơn mới có thể đạt được. Điều thứ hai, nơi loạn giữ tâm. Giữ tâm không sao động trước tham, sân, si. Một lần, vị thiền sư nói với những người đến nghe ông giảng đạo, gương có ba ưu điểm mà con người làm không được. Gương có thể chiếu ra hình ảnh giống như vật, nhưng khi qua đi rồi cũng sẽ không lưu giữ lại được hình ảnh của vật ấy. Con người có thể làm được khi sự tình đến thì tiếp nhận, khi sự tình qua thì quên đi không? Gương phản ánh chân thật, không phân biệt bần sang quý tiện. Con người có thể làm được khi đối mặt với một người ăn mày và một quốc vương mà vẫn cung kính như nhau hay không? Gương phản chiếu màu đỏ thành màu đỏ, màu xanh thành màu xanh, không tự đổi màu của vật. Con người có thể làm được thuận theo duyên, tùy duyên mà thích ứng hay không? Gương có thể phản chiếu ra hình ảnh của vật, nhưng nếu mặt gương bị phủ một lớp bụi thì hình ảnh phản chiếu sẽ bị mờ nhạt và không được rõ ràng. Tâm của con người cũng như mặt gương vậy. Một khi tâm người là sáng tỏ, thì nhìn núi ra núi, nhìn sông ra sông. Nếu tâm của một người đã bị che lấp bởi một lớp bụi danh lợi tình nơi trần thế, thì sẽ khó có thể nhìn ra gì sáng tỏ. Một người nếu có thể giữ tâm trong như gương sáng, thì dù cảnh vật bên ngoài có biến đổi ra sao, người ấy vẫn có cái nhìn thanh tịnh, rõ ràng, không bị mê hoặc. Cảnh chuyển nhưng tâm không chuyển. Giữ tâm thiện lương trước hoạn nạn là một phẩm chất quý báu. Vào thời nhà Hán, có một người tên là Triệu Hiếu. Anh này có một người em trai tên là Triệu Lễ. Một năm nọ, mùa vụ thất thu, ai nấy đều bị đói. Một đám cướp chiếm lấy lương thực và bắt Triệu Lễ đi, muốn ăn thịt anh. Triệu Hiếu vội chạy đến chỗ bọn cướp, khẩn cầu chúng. Triệu Lễ là người có bệnh, hơn nữa còn rất gầy yếu, không ngon đâu. Tôi rất mập mạp, tôi tình nguyện thay cho em trai mình để các ông ăn thịt. Xin các ông hãy thả em trai tôi ra. Bọn cướp còn chưa mở miệng nói thì người em trai sống chết cũng không chịu. Nói rằng, tôi bị bắt nghĩa là phải chết, đây cũng là số mệnh của tôi. Đại ca tôi có tội gì chứ? Hai anh em ôm chầm lấy nhau khóc lớn. Bọn cướp cũng bị họ làm cho cảm động, nên thả cả hai anh em ra. Sự việc này truyền đến tai nhà vua. Ngài ra lệnh phong cả hai anh em làm quan. Người xưa có câu nhân chi sơ, tính bản thiện. Điều này chính là đúc kết từ sự cảm ngộ và nghiên cứu về con người. Giữ vững tấm lòng lương thiện là một sự lựa chọn và cũng là một phẩm chất đạo đức. Sự lương thiện của bạn sẽ luôn giúp bạn có được một sự đền đáp mà bạn không ngờ đến. Giống như hai anh em Triệu Lễ, cuối cùng họ đã tự cứu được mình khi gặp nguy nan, nhờ sự lương thiện và coi trọng đạo nghĩa. Họ không ngại làm điều tốt, không chỉ giúp được người khác mà còn giữ lại được phúc cho bản thân. Giữ tâm kiên định trước dòng đời vạn biến là một yếu tố quan trọng. Cổ ngữ nói, ngắm núi cao dài bận lòng, gặp biển rộng ngộ bao dung. Cho dù là gió rít kêu gào hay mưa rơi bão tuyết, thì núi cao vẫn sừng sững bất động. Gió to bất quá chỉ có thể thổi chết cỏ cây nhưng không cách nào có thể làm lay chuyển được núi. Một người có tâm vững như núi cao, tín niệm vững như bản thạch thì hết thảy những sự tình trong thế tục, những phỉ báng, hãm hại đều sẽ trở thành nhỏ bé như cơn gió nhẹ mà thôi. Làm sao có thể khiến người ấy ngã được? Câu chuyện bắn cung sau đây tả rõ tâm trạng của người trí nhân điềm tĩnh như thế nào.
Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Võ Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu tay cầm cung, chỗ cùi trỏ để một chum nước, bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong cái chum không dao động. Bá Hôn Võ Nhân nói, cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia, kiếm chỗ gần hố sâu thăm thẳm mà bắn. Chừng ấy không biết anh còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không. Hai người cùng đi. Bá Hôn Võ Nhân đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài. Ông nghiêng đầu ra sau và giương cung lên. Liệt Ngự Khấu thấy vậy, mồ hôi thoát ra, sợ quá té xỉu trên mặt đất. Bá Hôn Võ Nhân cười, bậc trí nhân con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời mà lòng vẫn không nao núng. Có như thế mới bắn được cái bắn thản nhiên. Chứ như anh, chưa gì cặp mắt đã hốt hoảng lo sợ, thì có bắn làm gì mà bắn cho chúng được. Người ta chỉ biết sống trong yên ổn và chỉ biết tìm yên ổn mà thôi. Ở trong cảnh yên ổn mà hành động thì dễ để gìn giữ vẻ thành yên bình tĩnh. Nhưng đến khi gặp cảnh không yên ổn, người ta luống cuống như kẻ tâm hồn, làm gì nên trò trống. Biết sống trong cảnh thường mà không biết sống trong cơn biến, người thế ấy không bao giờ giữ được tinh thần điềm tĩnh. Cuối cùng là giữ tâm trong sạch, không vấy bùn. Bạn không thể ngăn cản được phồn hoa, cũng không thể bắt người khác từ bỏ danh lợi, nhưng bạn có thể lựa chọn bắt đầu từ chính bản thân mình, từ chính nội tâm của mình. Trong thế gian ồn ào huyên náo này, nếu con người có thể giữ thân trong sạch, bảo trì được nội tâm cao quý thì đó chính là bước đầu để cải biến hoàn cảnh, cải biến người khác. Người có thể làm được như vậy cũng tự nhiên sẽ giống như một cảnh hoa sen thơm ngát mọc lên từ bùn lầy mà không hề vấy bẩn. Hứa Hành là một học giả nổi tiếng, đồng thời là danh thần triều nhà Nguyên. Ông chính là người trong bùn lầy mà không lây nhiễm. Mặc dù bị mọi người chế giễu châm chọc, nhưng ông vẫn tự hạn chế được mình, giữ vững được chuẩn tắc làm người. Trong nội tâm, ông cũng luôn chú trọng học tập, thấu hiểu đạo lý làm người, không để những cám dỗ về danh lợi mê hoặc, dốc lòng tu tâm dưỡng tính, cuối cùng trở thành một danh nhân trong lịch sử. Rất nhiều sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ thể hiện ra thế giới nội tâm của một con người. Giống như sự việc nhỏ bé của Hứa Hành đã thể hiện ra một nội tâm cao quý, luôn giữ vững nguyên tắc của ông. Con người ai cũng cần có nguyên tắc sống và làm việc đúng đắn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giữ được sự cao khiết của nội tâm khi đạo đức và dục vọng phát sinh xung đột. Quý vị thân mến, trong hành trình cuộc sống, có lẽ chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ trôi dạt giữa dòng chảy vô tận của vũ trụ. Không có điểm khởi đầu, không có đích đến, chúng ta lặng lẽ tồn tại, hòa vào cuộc sống như một chén nước sôi, không màu không vị. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản, bình thường, nhưng lại chứa đựng biết bao triết lý sâu xa và ý nghĩa. Đời người như một hạt bụi nhỏ, có lẽ không có gì nổi bật, nhưng chính trong sự bình dị ấy, ta tìm thấy sự an nhiên. Những khoảnh khắc nhỏ bé, những niềm vui giản đơn, những nụ cười mộc mạc, tất cả tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp. Chúng ta không cần phải là những ngôi sao sáng chói, chỉ cần là chính mình, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời. Cuộc sống đôi khi giống như một chén nước sôi, không màu không vị. Nhưng chính sự tĩnh lặng, bình dị đó lại là nơi chứa đựng mọi hương vị của cuộc sống. Chúng ta không cần phải tìm kiếm những điều xa xỉ, phức tạp, mà hãy biết trân trọng những điều giản đơn, gần gũi xung quanh. Mỗi ngày, mỗi phút giây đều đáng quý, đều là một phần của bức tranh cuộc đời mà ta tự tay vẽ nên. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều trở về với đất vàng, bị tháng năm phủ đầy chổi biếc, bao trùm lên một đời dung dị. Cuộc đời là một chuỗi hành trình, nơi mà mỗi bước chân đều in dấu thời gian. Chúng ta không cần phải lo lắng về những điều đã qua, không cần phải lo sợ về tương lai. Hãy sống hết mình cho hiện tại, để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười hài lòng về những gì đã trải qua. Có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhận ra là sự bình dị, giản đơn trong cuộc sống. Đừng quá bận tâm về danh vọng, tiền tài hay những điều xa hoa. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, yêu thương những người xung quanh và sống trọn vẹn từng phút giây. Bởi lẽ,
Cuộc đời này dù ngắn ngủi nhưng nếu ta biết sống đúng nghĩa thì từng khoảnh khắc đều trở nên vô cùng quý giá. Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian, chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ, nhưng mỗi hạt bụi lại có một câu chuyện riêng, một giá trị riêng. Hãy sống sao cho mỗi hạt bụi đều tỏa sáng, đều để lại dấu ấn trong trái tim những người ta yêu thương. Bởi cuối cùng, cuộc đời này không được đo đếm bằng những thành tựu vĩ đại, mà bằng những khoảnh khắc yêu thương, những phút giây bình dị mà ta đã sống hết mình. Biết giữ miệng, giữ tâm không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn lan tỏa sự an lành, hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Một người biết giữ miệng sẽ tránh được những xung đột không đáng có, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, bền vững. Một người biết giữ tâm sẽ truyền cảm hứng, động lực cho người khác, giúp họ tìm thấy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Khi mọi người sống trong sự hòa hợp, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sống biết giữ miệng, giữ tâm không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu kiên trì, chúng ta sẽ tìm thấy sự an nhiên, hạnh phúc thực sự. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, biết lắng nghe, thấu hiểu, chọn lựa lời nói sao cho đúng lúc, đúng chỗ, giữ cho lòng mình luôn bình yên, thanh tịnh. Khi làm được điều này, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống, cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Cuộc sống là một hành trình dài, đầy thử thách nhưng cũng đầy những điều tốt đẹp đang chờ đón. Hãy sống một cách trọn vẹn, biết giữ miệng, giữ tâm để cuộc đời luôn an vui, hạnh phúc. Khi ta biết trân trọng, yêu thương và giữ gìn những giá trị tốt đẹp, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày đáng sống, đầy ắp niềm vui và sự hài lòng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại giá trị và niềm vui cho cuộc sống của quý vị và các bạn. Và nếu quý vị thấy có ý nghĩa cho mình, hãy cho chúng tôi một like và đăng ký nhé. Quý vị nhấn nút thích, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Khắc Kỷ 365. Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng quý vị trên hành trình tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc đích thực. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.